ở phía trước của đường cong. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Ở phía trước của đường cong. Xin chào và chào mừng bạn đến với InstaRead Insights, một liều thuốc thông thái hàng ngày cho ngày làm việc của bạn. Thông tin chi tiết hôm nay đến từ quản lý đầu ra cao của Andrew Groves. Đó là thông tin chi tiết số 2 từ InstaRead của chúng tôi về quản lý hiệu suất cao. Nơi làm việc hiện đại đã trở nên cạnh tranh hơn và ít tử tế hơn nhiều mọi người cuối cùng đều có thể thay thế được, và mọi người phải học cách liên tục nâng cao giá trị của mình để duy trì lợi thế. Prof giải thích rằng do môi trường kinh doanh phát triển nhanh và một lượng lớn nhân viên háo hức và sẵn sàng, sẽ luôn có người thay thế bạn. Để ngăn điều đó xảy ra, người lao động phải dành thời gian để duy trì kết nối với công ty của họ. Các nhà quản lý cũng nên chắc chắn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về công nghệ và kỹ thuật. Trong môi trường làm việc ngày nay, có nhiều yếu tố góp phần tạo nên sự lo lắng xung quanh việc xây dựng và duy trì một sự nghiệp xứng đáng. Một phần của bầu không khí cạnh tranh gia tăng này bắt nguồn từ những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu, liên quan đến cơ giới hóa, thuê ngoài và tiền lương trì trệ. Những hiện tượng này đã làm cho công việc trở nên bấp bênh hơn và làm tăng nhu cầu quản lý tinh gọn. Vào năm 2008, cục tham khảo dân số đã lưu ý rằng mặc dù việc chuyển các công việc sản xuất ra nước ngoài đã diễn ra trong nhiều thập kỷ nhưng việc chuyển các công việc trong lĩnh vực dịch vụ ra nước ngoài khi đó còn khá mới và số lượng việc làm chuyển ra nước ngoài đang tăng lên nhanh chóng thập kỷ qua đã đưa ra dự đoán này tuy nhiên phần lớn lực lượng lao động ở các nền kinh tế phát triển vẫn dễ bị tổn thương khi thuê ngoài một nghiên cứu của Global Research về Offshore gọi nó là mối đe dọa lớn hơn đối với xã hội Mỹ hơn là khủng bố. Vì vậy, hãy thực tế, mọi người cuối cùng đều có thể thay thế được. Chỉ vì bạn có thể là người giỏi nhất trong công việc của mình trong công ty không có nghĩa là người khác không thể học cách làm tốt hơn. Giữ giá trị của bạn cao bằng cách duy trì kết nối và đảm bảo các kỹ năng của bạn chuyển thành những chiến thắng hữu hình trong công việc. Vâng, đó là nó cho ngày hôm nay tham gia lại với chúng tôi vào mỗi ngày trong tuần để biết thêm thông tin chi tiết hàng ngày khác và trở nên khôn ngoan hơn theo ngày. Phần 2. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết hàng ngày này.